Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Head Honda Hồng Đức ạ. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về giá cũng như là chương trình khuyến mãi dành cho dòng xe Vision. Đối với dòng xe Vision này, hiện tại bên cửa hàng bên Nhuận đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Thì cụ thể hơn là chương trình hỗ trợ phí trước bạ là 1 triệu đồng, tặng cái voucher phụ kiện 1 triệu đồng và có chương trình trả góp 0% lãi suất. Thì chương trình như thế nào thì Nhuận mời các bạn mình xem clip ạ. Thì clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về những cái phiên bản màu sắc mới của dòng xe Vision tại cửa hàng bên Nhuận. Thì đầu tiên chính là cái phiên bản màu hồng pastel nha các bạn. Thì ở phiên bản hồng pastel này nó có những cái điểm thay đổi so với những cái phiên bản màu zin gốc. Ví dụ như là những phiên bản màu zin gốc là những màu ví dụ như là màu đen bóng nè, trắng, đỏ, xanh là chẳng hạn vân vân. Thì những phiên bản màu đó thì các bạn mình có thể là mình nhàm chán sử dụng những phiên màu đó thì các bạn mình có thể chọn những cái phiên bản màu này. Với những phiên bản màu này thì nó sẽ màu sắc nó đẹp hơn, sặc sỡ hơn và kết hợp với đó thì các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành màu sơn lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km luôn nha các bạn. Thì Nhuận sẽ quay cận cảnh các bạn mình xem nha. Thì đây chính là cái phần đầu và phần đầu đèn ha. Cái phần đầu này cái cửa hàng bên mình sẽ sơn màu là màu hồng. Đây chính là màu hồng nhám các bạn. Nhám mịn, khi mà mình sờ vào á thì nó có những cái độ mịn tay rất là mạnh, mịn tay nha các bạn. Nhìn vẻ nó rất là sang trọng và rất là cao cấp luôn. Thì nó màu hồng này ở bên cửa hàng bên mình sẽ sơn theo mà cái phong cách là màu hồng nhạt. Với những cái phiên bản hồng nhạt như thế này á thì các bạn mình sử dụng á mình khi mình bước lên chiếc Vision á thì mình sẽ thể hiện cái độ là đẳng cấp hơn so với những dòng xe và cũng như là màu sơn thường. Và đây chính là cái bộ tem này, chính là bộ tem 3D nha các bạn. Bộ tem 3D dập nổi 3D. Đó, màu vàng nha các bạn. Rồi ở những cái phiên bản Vision đời mới nhất hiện tại nha các bạn thì nó sẽ sử dụng là hệ thống khóa thông minh Smart Key nha các bạn. Đây. Hệ thống khóa thông minh Smart Key nó bao gồm là hai chức năng khóa xe, mở xe và tìm xe nha các bạn. Mình chỉ cần ấn vào nút màu này mình sẽ dễ dàng mở lên và có một cái cụm mở yên vị trí này. Và mình khi mình mở vào thì đây mình sẽ mở, mình có cái hộp đựng đồ. Hộp đựng đồ của dòng xe Vision á chính là hộp đựng đồ dung tích lớn, nó lên đến là 18 lít. Mình có thể là để nón bảo hiểm full face cả đầu vẫn được nha các bạn. Rất là rộng rãi luôn. Các bạn nữ mình chọn những dòng xe Vision này nó vừa đẹp và hộp đựng đồ lại rất là lớn nha các bạn. Rồi kế tiếp là cái phiên bản màu đỏ đen nha các bạn. Thì ở Vision ở phiên bản màu có một cái phiên bản màu đỏ nâu tuy nhiên thì dòng này chính là cửa hàng bên mình sẽ lên theo phong cách giống như dòng chiếc XH-Mo các bạn. Nếu các bạn mình thấy cái chiếc XH-Mo qua sử dụng rồi thì các bạn cũng đã biết rồi. Màu đỏ nguyên con và phần mặt nạ và phần dè đen. Thì dòng Vision này thì cửa hàng bên mình sẽ theo phong cách XH-Mo đó. Và những cái màu này thì khi các bạn sở hữu lên thì nó thể hiện đẳng cấp hơn phong cách châu Âu luôn nha các bạn. Rồi, đây chính là dòng XH-Mo, dòng Vision độ theo phong cách XH-Mo. Thì màu đỏ và phần yếm hai bên và phần hông cửa hàng bên mình sẽ độ theo phong cách là màu đỏ, mà đỏ đây chính là màu đỏ đô các bạn, đỏ đậm. Với phiên bản màu đỏ đậm này nó sẽ khác so với phiên bản màu đỏ tươi, cái phiên bản mà nguyên bản của dòng xe Vision nha các bạn. Đó. Rồi, phiên bản này cửa hàng bên mình sẽ độ theo phong cách đó là màu tem, chính là màu tem màu bạc hoặc là bộ tem màu vàng cũng có, hoặc là bộ tem màu xám khói cũng có, tùy theo cái sở thích của các bạn mình thôi. Khi các bạn mua thì mình có thể là chọn tùy theo phiên bản nha các bạn. Thì đối với giá của dòng xe Vision hiện tại thì giá hôm nay nó chỉ từ là 33.990.000 thôi nha các bạn. Thì khi mua xe ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký trước bạ lên đến là 1 triệu đồng trừ sẵn trên giá. Chương trình thứ hai thì bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến là hết tháng này là hết tháng 11 các bạn. Khi các bạn mình mua xe mình sẽ được tặng cái phiếu mua hàng, mua phụ kiện đó các bạn, lên đến là 1 triệu đồng. Với 1 triệu đồng đó thì mình có thể là chọn rất là nhiều phụ kiện tại cửa hàng. Ví dụ như là mình có thể chọn là cho Chebo Boa nè, phủ Nano nè, công tắc đèn hoặc là chống hết bình. Thì các bạn sẽ được tặng 1 triệu đồng để mình gắn nha các bạn. Rồi, thì trên màn hình các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu xanh ánh tím nha các bạn. Ở phiên bản màu xanh ánh tím hoặc là xám hồng ánh tím thì ở thời điểm của 2023 thì các bạn thấy cả là rất là nhiều ở trên trang mạng, chẳng hạn như là Facebook nè, TikTok chẳng hạn nè. Thì ở những trang mạng đó đã quay lên cho các bạn mình xem rất là nhiều. Đây là hình ảnh thật là từ bên cửa hàng bên mình độ ra nha các bạn. Bên cửa hàng bên mình có một cái đội ngũ nhân viên độ về những phiên bản màu này. Thì một cái điểm khác biệt đối với những phiên bản màu này chính là nó thay đổi theo điều kiện ánh sáng nha các bạn. Ví dụ như ở những cái góc nhìn khác nhau thì cái điều kiện ánh sáng nó sẽ thay đổi theo điều kiện. Và đặc biệt hơn
ở cái lớp ngoài của cái phiên bản màu này nó có một cái lớp màu ánh tím phủ lên rất là đẹp và rất là đặc biệt cho bạn luôn ha. Về dòng xe Vision thì giới thiệu sơ qua thì với khối động cơ là 110cc nha các bạn, và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội thì ước tính 1 lít xăng của dòng xe này sẽ đi được tầm khoảng cỡ 50 đến 55 km nha các bạn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội thì mình có thể là chọn dòng xe này để phù hợp công việc của mình hơn nha các bạn. Rồi, về chương trình khuyến mãi của dòng xe này thì quay lại chương trình khuyến mãi thì khi các bạn mua xe thì ở thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ được hưởng chương trình là trả góp 0% lãi suất nếu như các bạn mình đang có nhu cầu đổi xe ha. Thì với chương trình đổi xe này thì các bạn sẽ có hai trường hợp để mình lựa chọn. Đầu tiên là các bạn chọn vào chương trình trả góp thì các bạn sẽ được chọn là 0% lãi suất, hoặc là các bạn mình mua tiền mặt thì các bạn sẽ được giảm giá ngay là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá các bạn ha. Chưa hết thì đây là cái những có tính cho các bạn về cái trả góp 0% lãi suất nha các bạn. Thì giá hôm nay chỉ từ là 33.990.000, các bạn chỉ cần trả trước 10.200.000 thì khoản vay lại là 23.790. Thì có những mốc ví dụ như là 6 tháng thì mỗi tháng mình đóng là 4.196.000, 9 tháng là 2.801.000, 12 tháng là 2.104.000, 15 tháng 1.686, 18 tháng là 1.407 và cuối cùng là 24 tháng là 1.058.000. Đó, thì đây là cái chương trình trả góp 0% lãi suất hỗ trợ cho các bạn mình có chương trình là đổi xe ha. Thì đổi xe này thì các bạn mình có những dòng xe mình không sử dụng, mình có thể là tham gia vào cái việc đổi xe. Ví dụ như xe 50 cũng được nha các bạn, xe khác hãng vẫn được. Thì yêu cầu các bạn mình chạy ra cửa hàng để nhân viên bên mình kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra xe cho các bạn. Thì qua việc đổi xe thì các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình trả góp 0% lãi suất hoặc là giảm ngay 1 triệu đồng nha các bạn. Thì chương trình rất là lớn luôn. Và nếu các bạn mình không đổi xe mà nhưng mà mình mua trả góp thì cửa hàng vẫn có chương trình hỗ trợ cho các bạn và lãi suất cực kỳ rẻ luôn. Chỉ cần lãi là 0.79 cho đến là 0.99% thôi. Cho nên các bạn mình có nhu cầu thì để lại số điện thoại, sẽ có nhân viên bên mình liên hệ để tư vấn cho các bạn mình rõ hơn và cụ thể hơn ha. Hoặc là các bạn mình có thể liên hệ với những với số điện thoại là 0964234878 nha bạn. Hoặc là các bạn mình có thể là gọi cho bạn Đan cũng được. Thì Nhuận có để số điện thoại của bạn Đan trên màn hình á, các bạn mình có thể là gọi cho Nhuận hoặc là gọi cho Đan nha các bạn. Đó. Còn cái phần cuối cùng á, là các bạn có nhu cầu mình mua xe tiền mặt nhưng mà mình không có thời gian đến ngay cửa hàng á, thì các bạn sẽ được nhân viên bên mình gọi tư vấn chốt online ha. Chỉ cần gọi qua Zalo, thì số điện thoại trên màn hình cũng là số Zalo của nhân viên bên mình luôn. Chỉ cần gọi qua Zalo thì sẽ quay trực tiếp xe tại cửa hàng. Thì nếu các bạn mình đồng ý chọn xe nào đó thì sẽ được nhân viên bên mình giao xe tận nhà và chi phí hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn. Tới nhà thì mình chỉ cần kiểm tra xe chính xác, ok thì nhận xe ha. Thì clip xe, clip quay của cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 đến đây là kết thúc. Các bạn mình có nhu cầu thì để lại phần bình luận để cửa hàng sẽ tham khảo và tư vấn cho các bạn thêm nha. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ.